Chào mọi người, tôi đang có mặt tại biển hồ nước mặn Vinhome Ocean Park 6,1 hecta tại Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn đang nhìn thấy đấy là chính phía trước chính là cái dãy shop house sao biển, view trực diện mặt hồ, kinh doanh rất là tốt. Đây là một trong những vị trí shop thương mại đẹp nhất của Vinhome Ocean Park, tọa lạc tại vị trí trung tâm của trung tâm. Đây là không gian biển hồ nước mặn nhân tạo ngay phía dưới. Nước không rõ là bên lagoon của Mỹ họ pha chế kiểu gì mà nó màu xanh, xanh y như biển. Phía xa đấy các bạn nhìn thấy công trường đang thi công, đấy chính là khu biệt thự sao biển. Dãy dãy biệt thự mặt biển phía ngoài. Đây là cận cảnh biệt thự sao biển, thiết kế rất là lạ của Vingroup từ trước đến giờ so với những dự án về nhà ở mà Vingroup đã làm tại Hà Nội và Sài Gòn. Bên cạnh khu sao biển chính là khu trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam của Vingroup, Vincom Megamall. Tại Vinhome Ocean Park dự kiến thì sẽ đến khoảng 30 tháng 4 sẽ khai trương 2020. Khu vực này cắm cọc đây là chính là cái khu vực bên dưới có hệ thống ống bơm để bơm nước ra mặt hồ. Mặt tầng này chính là khu biệt thự nhà phố Hải Âu. Hỏi được gì lạ không anh? Có hỏi được cái gì lạ không? Nó chỉ bảo thế thôi à? Tưởng có cái gì lạ hơn chứ. Chắc chắn cái bãi này nó phải giải thảm, nó phải làm cái gì chứ này. Bê tông này nó kéo tận dưới mà đúng không? Hay chỉ đến cái mép này thôi nhỉ? Dạ. Mới là giữa cái sâu. Em đoán khoảng 5 mét, 3 5 mét. Đến đấy. Sâu đấy. Mấy nữa nó sẽ lắp kiểu mấy cái phao nữa. Khu trẻ con thì chỉ đến phao thôi. Bơi được. Có ánh nắng lên nhìn đẹp hả? Đây là Vincom Megamall Long Biên toàn cảnh. Mới sau khoảng 6 tháng khởi công. Ở đây cát biển hồ cát màu vàng. Phía xa chính là các cái tòa chung cư phân khu Sapphire. Đây chính là khu quảng trường cá heo và phòng thay đồ, nhà vệ sinh của thương hiệu Lagoon. Thì sau sẽ chúng ta khi đến bơi thì sẽ thay đồ khu đấy, cổng vào khu đấy. Đây là biệt thự nhà phố Hải Âu. Rất đẹp. Có thể kinh doanh hoặc ở.
Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa một vòng mặt hồ, mặt biển hồ nhân tạo Vinhomes Gia Lâm Ocean Park 6,1 hecta tại Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Toàn cảnh biển hồ này được khai trương vào ngày 24 tháng 12 vừa rồi, hôm nay là 27